Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh kèm rãnh thấp đang xuống miền Bắc của nước ta. Chiều tối đến đêm nay thì hệ thống này tiếp tục gây mưa dông cho nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ. Với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm và có những nơi mưa to là trên 70mm. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh. Mưa và gió lạnh khiến cho nhiệt độ đêm nay giảm rõ rệt, trời sẽ chuyển se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các thành phố khác phổ biến trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Một số nơi ở vùng núi như là Sơn La thì nhiệt độ còn thấp hơn 19 độ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ tăng lên nhưng vẫn ở ngưỡng mát mẻ, dễ chịu. Toàn miền nhiệt độ không nơi nào vượt quá là 30 độ. Lùi xuống khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Bên cạnh nguy cơ về dông lốc, sét đánh thì có thể xảy ra cả ngập úng và sạt lở đất cục bộ ở những nơi có thể mưa trên 80mm. Về nhiệt độ thì các thành phố từ Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế ngày mai khoảng là từ 25 đến 28 độ, trời mát. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì mưa muộn về chiều. Từ sáng cho đến trưa thì trời vẫn có nắng, khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai là 32 đến 34 độ. Mưa dông cũng xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối ngày mai và cục bộ có những nơi mưa to trên 50mm, lốc sét và gió giật mạnh cũng có thể xuất hiện. Trước khi có mưa thì trưa mai trời sẽ nắng. Các thành phố ở khu vực Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku hay là Gia Nghĩa khá dễ chịu là 28 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ thì khá oi nóng, mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác 31 đến 34 độ, thậm chí là Thủ Dầu Một hay là Biên Hòa nắng nóng 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa đêm nay và ngày mai tiếp tục cảnh báo mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Riêng ở phía bắc của Vịnh Bắc Bộ thì lưu ý là gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, từ gần sáng mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Với khu vực quanh huyện đảo Trường Sa thì trời mưa vài nơi, gió nhẹ và biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.